Thân chào các bạn, Nguyễn Tùng và Thảo Quỳnh rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình phát thanh Sức trẻ Cần Thơ số 18. Chương trình của chúng ta được phát trên website của Thành đoàn Cần Thơ tại địa chỉ www.thanhdoan.cần thơ.gov.vn. Và đồng hành với các bạn ngày hôm nay vẫn là Nguyễn Tùng và Thảo Quỳnh. Hai MC thật là gần gũi đúng không các bạn ha? Trời, ngày hôm nay Thảo Quỳnh tự lăng xê ghê quá ta. Đâu phải lăng xê gì đâu, sự thật thì từ đó giờ thì vẫn gần gũi như vậy mà. Thôi thôi bớt chút đi nè, mau mau giới thiệu nội dung chương trình cho các bạn nghe kìa Thảo Quỳnh. Nãy giờ vui quá cho nên là cũng quên mất tiêu luôn. Các bạn thân mến, biển đảo Việt Nam là một phần vô cùng thiêng liêng của Tổ quốc, là mồ hôi xương máu của ông cha ta bao đời để lại. Chưa bao giờ những tiếng gọi Hoàng Sa, Trường Sa lại vang lên đầy xúc động trong trái tim của hàng triệu triệu người dân Việt Nam như trong thời gian vừa qua. Và với chủ đề của chương trình là hướng ra biển Đông, ngay bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên mục Tuổi trẻ với biển đảo quê hương. Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tích chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả. Những câu thơ lời hát không chỉ mô tả dáng hình địa thế của Việt Nam quê hương tôi, mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc mình, là một quốc gia có đường biển dài, là một đất nước nằm ngay cửa ngõ Biển Đông. Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đã từng viết: nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát, máu xương kia dằn dặt suốt ngàn đời, hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất, dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi. Đó là khúc tráng ca về tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm giữ vững độc lập chủ quyền biển đảo của dân tộc Việt Nam. Các bạn thân mến, kể từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển của Việt Nam, xâm phạm trắng trợn chủ quyền biển đảo nước ta, làm cho tình hình Biển Đông phức tạp. Tất cả chúng ta, 90 triệu dân, từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, từ trong nước ra nước ngoài, không ai không sục sôi một dòng máu nóng yêu nước. Người người như một, chung sức, chung lòng hướng ra Biển Đông. Nhưng để giúp nước trong lúc này, không thể chỉ có dòng máu nóng yêu nước, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, nền hòa bình của dân tộc đang phụ thuộc rất nhiều vào sự đoàn kết, tỉnh táo và khôn khéo của tất cả chúng ta. Những hành động quá khích như ở tỉnh Bình Dương, Hà Tĩnh vừa qua chỉ càng tạo điều kiện cho các lực lượng thù địch lợi dụng, gây rối trật tự an ninh của đất nước, khiến đời sống của chúng ta bị ảnh hưởng, nền kinh tế nước ta bị tổn thất nặng nề. Những lời lẽ kích động hận thù dân tộc chỉ làm xấu đi hình ảnh của con người Việt Nam trong mắt bạn bè thế giới, làm mất đi tính chính nghĩa của nước ta trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông. Không, hướng về Biển Đông bảo vệ Tổ quốc tuyệt đối không phải bằng cách đó. Hành động quá khích, kích động hận thù chính là có tội với quê hương. Hãy yêu nước bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh. Hãy nói không với bạo động và gây rối. Hãy vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước. Tổ quốc đang rất cần chúng ta đoàn kết và tỉnh táo. Cha tôi vẫn thường dạy, mãi yêu Tổ quốc này. Lũ cuồng điên phương Bắc nay đòi hút sinh khí rồng thiêng, sóng dữ ngoài biển Đông dồn dập xô bờ bãi, kẻ thù hung hăng hiếu chiến, từng giờ sóng nổi biển Đông. Tôi nghe tiếng cha ông vọng về, trống chân đống đá dồn dập gươm khua trên ai chi lăng, tiếng hò rô cắm cọc bạch đằng. Tổ quốc tôi từ thuở hùng vương uy linh bất khuất, hiên ngang ngẩng đầu lên phương Bắc, kiêu dũng quẫy đuôi về phương Nam, ướn ngực ra biển Đông dậy sóng. Nam.
vẫn thường dày, mãi yêu tổ quốc này. Lũ cuồng điên phương Bắc nay đòi hút sinh khí dòng thiêng, sóng dữ ngoài biển Đông dồn dập xô bờ bãi, kẻ thù hung hăng hiếu chiến từng giờ sống nổi biển Đông. Tôi nghe tiếng cha ông vọng về trống trận đống đá dồn dập, gươm khua trên ai chi lăng, tiếng hò ru cắm cọc bạch đằng. Tổ quốc, tổ quốc tôi, từ thuở hùng vương uy linh bất khuất, hiên ngang ngẩng đầu lên phương Bắc, kiêu dũng quẫy đuôi về phương Nam, ương ngực ra biển Đông dậy sóng. Tổ quốc tôi, 4.000 năm chưa khuất phục bao giờ, nay sơn hà nguy biến sôi lên hào khí Việt Nam. Phương Nam ươn ngực ra biển Đông dậy sóng. Tổ quốc tôi, 4.000 năm chưa khuất phục bao giờ, nay sơn hà nguy biến sôi lên hào khí Việt Nam. Nay sơn hà nguy biến sôi lên. Các bạn thân mến, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến biển đảo và dành nhiều tình cảm cho nhân dân vùng biển đảo cũng như lực lượng vũ trang nhân dân bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Sự quan tâm và tình cảm đó được thể hiện qua từng bài viết, từng lời căn dặn của người khi đến thăm các địa phương hay các đơn vị hải quân. Ngay từ những ngày đầu Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, người đã chọn phương tiện đường thủy. Đường biển là nhanh nhất và duy nhất lúc đó có thể giúp người thực hiện ước mơ của mình. Nhờ việc làm công trên những con tàu buôn nước ngoài, người đã đi năm châu bốn biển để tiếp thu văn minh thế giới. Đến một quốc gia, người đều có cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên của biển rất khác nhau. Nhưng lúc nào, người cũng tự hào về bờ biển Việt Nam, tổ quốc thân yêu của mình. Biển đảo là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam, có tầm quan trọng đặc biệt trong xây dựng và phát triển đất nước. Bởi vậy, hơn ai hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh không những hiểu tầm quan trọng của biển đảo, mà người còn có tầm nhìn và tư duy chiến lược về vấn đề khẳng định chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần đưa những bạn bè quốc tế đến thăm nhiều biển đảo Việt Nam như một cách giới thiệu vẻ đẹp của đất nước mình với thế giới, đồng thời khẳng định chủ quyền vùng biển đảo Tổ quốc. Vào tháng 10 năm 1957, khi đến thăm Quảng Ninh, đứng trước vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long, người nói: "Cảnh đẹp một người không thể truyền lại cho nhiều người, tất cả các chú phải cùng bác thưởng thức." Lần khác, khi đến thăm Quảng Ninh, Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi đồng chí Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh: "Chú có muốn làm giàu kiếm nhiều đô la không?" Vị lãnh đạo tỉnh còn chưa kịp hiểu ý thì người đã nói tiếp: "Chú dùng trực thăng sáng chở khách ra đảo chơi, tối chở họ về thì tha hồ mà hốt bạc." Cách chúng ta hơn nửa thế kỷ, nhưng người đã nhìn thấy được vai trò kinh tế biển đảo thật sớm của Vịnh Hạ Long và cách thu được lợi nhuận từ ngành công nghiệp không khói này. Người đã nhiều lần thăm đảo Cô Tô và đây là nơi duy nhất và đầu tiên đồng ý cho phép dựng tượng đài khi người còn sống. Tượng đài Hồ Chí Minh đứng uy nghiêm, lưng tựa vào núi, tay phải giơ cao vẫy chào, mắt nhìn ra biển Đông.
Và việc Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng ý xây dựng tượng đài trên đảo Cô Tô có lẽ cũng đã thể hiện tầm nhìn chiến lược về khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam của vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc. Ngày 10 tháng 4 năm 1956, khi nói chuyện tại Hội nghị Cán bộ Cải cách miền biển, Hồ Chí Minh đã nói: "Đồng bằng là nhà mà biển là cửa, giữ nhà mà không giữ cửa có được không? Kế gian tế nó sẽ vào chỗ nào trước? Nó vào ở cửa trước. Vì vậy ta phải giáo dục cho đồng bào biết bảo vệ bờ biển. Vì bọn địch thường thả bọn mật thám gián điệp vào tìm chỗ nấp ở miền biển. Nếu để nó lọt vào thì người bị thiệt hại trước là đồng bào miền biển. Nếu mình không lo bảo vệ miền biển thì đánh cá làm muối cũng không yên. Cho nên một nhiệm vụ quan trọng của đồng bào miền biển là phải bảo vệ bờ biển. Đồng bào miền biển là người canh cửa cho tổ quốc." Khi nói chuyện với bà con ngư dân ở đây, người khẳng định: "Biển bạc của ta do dân ta làm chủ, cán bộ phải lo cho đời sống của nhân dân." Và theo người, làm chủ là bảo vệ và khai thác các nguồn lợi từ biển, làm chủ tiềm năng của biển để phục vụ cho công cuộc xây dựng phát triển đất nước và nâng cao đời sống cho nhân dân. Vì quan tâm nhiều về biển đảo quê hương nên đã nhiều lần Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm nhân dân các địa phương như Đồ Sơn ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Sầm Sơn ở Thanh Hóa, Quảng Bình. Người đã tới các đảo như đảo Tuần Châu, đảo Hòn Rồng, đảo Cồn Cỏ, đảo Cô Tô, đảo Vạn Qua, đảo Bạch Long Vĩ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành tình cảm đến thăm và chúc Tết chiến sĩ, bà con ngư dân ở miền biển. Hình ảnh của Hồ Chí Minh như một ngư dân thực thụ cùng kéo lưới với bà con vùng biển Sầm Sơn, Thanh Hóa làm chúng ta vô cùng xúc động. Người cũng đã cùng bà con ở đảo Cô Tô thu hoạch khoai lang và nhiều hình ảnh khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng huy hiệu của người cho nhiều tấm gương ưu tú của quân dân biển đảo đã luôn bám biển ra khơi để sản xuất và canh giữ biển đảo tổ quốc. Sự quan tâm của người đã là nguồn động viên để quân dân vùng biển vượt qua khó khăn để xây dựng và bảo vệ quê hương. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm và dành nhiều tình cảm đến lực lượng vũ trang bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhất là hải quân. Khi đến thăm các đơn vị hải quân, người tâm sự: "Là chiến sĩ hải quân, các chú phải biết yêu quý đảo như nhà mình, chịu khó cải tạo xây dựng thành những mảnh đất vừa giàu vừa đẹp, vừa có lợi cho mình, vừa có ích cho đất nước." Ngày 16 tháng 3 năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng bà Đặng Vĩnh Siêu, trưởng đoàn phụ nữ Trung Quốc đi thăm Hải Phòng, Vịnh Hạ Long và thăm đơn vị Hải quân Việt Nam. Người đã căn dặn: "Bờ biển nước ta có vị trí rất quan trọng. Vì vậy, nhiệm vụ của hải quân trước mắt cũng như lâu dài rất nặng nề nhưng rất dễ dàng. Phải biết tìm cách đánh phù hợp với điều kiện con người, địa hình bờ biển nước ta và vũ khí trang bị mình có. Hải quân ta phải học tập kinh nghiệm chiến đấu hiện tại nhưng không được quên truyền thống đánh giặc xa xưa của tổ tiên." Khi cùng các cán bộ chiến sĩ quân chủng hải quân vào thăm hang Đầu Gỗ, một công binh xưởng xưa kia của Trần Hưng Đạo làm cọc cắm trên sông Bạch Đằng chống quân Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh xúc động nói: "Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó." Xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị với các nước láng giềng là biện pháp hữu hiệu góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ. Điều này cũng nằm trong chính sách đối ngoại chung của Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nêu rõ. Việt Nam muốn làm bạn với các nước dân chủ, không muốn gây thù quản với bất cứ ai. Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm quan tâm đến vấn đề xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị với các nước láng giềng. Người cho rằng việc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không những làm triệt tiêu các mầm mống, điều kiện có thể nảy sinh các vi phạm chủ quyền biên giới của nhau, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới từ xa mà còn tạo cơ sở, điều kiện xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc. Trong nhiều bài viết, bài nói, người hay sử dụng các cụm từ đặc biệt, lâu đời, khăng khít như anh em ruột thịt, như răng với môi để nói về quan hệ với các nước chung đường biên giới. Chúng ta hãy tự hào với đoàn tàu không số của đường Hồ Chí Minh trên biển. Quân dân ta đã kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, mở tuyến, vận chuyển, chi viện cho miền Nam, giải phóng các đảo và quần đảo Trường Sa, góp phần giành thắng lợi trọn vẹn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đường Hồ Chí Minh trên biển đã trở thành quyền thoại. Đó chính là việc huy động được lòng dân. Có một trận tuyến, lòng dân đưa đón những con tàu không số.
chúng ta tự hào và nói với mọi thế lực xâm lược: có một cuộc chiến tranh nhân dân đánh thắng một cuộc chiến tranh hiện đại đầy đủ theo đúng nghĩa trên biển Việt Nam trong những năm giữa thế kỷ 20. Chiến tranh hiện đại hôm nay vẫn chưa bỏ qua được những kinh nghiệm lịch sử này. Trước tình hình hòa bình, ổn định, Biển Đông đang bị đe dọa nghiêm trọng. Đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam hãy nhớ về những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để làm tốt hơn nữa những công việc hôm nay, chúng ta có thể tìm thấy nhiều lời chỉ dẫn của Người. Trong ngày thành lập lực lượng công an vũ trang, nay là bộ đội biên phòng, tháng 3 năm 1959, Hồ Chí Minh chỉ thị: chống bọn xâm lược và bọn phá hoại là công việc của bộ đội, của công an nói riêng và toàn dân nói chung. Làm nhiệm vụ mà quân đội và công an phải dựa vào dân mới hoàn thành tốt. Khi tổ chức được dân, đoàn kết được dân thì việc gì cũng làm được. Các chiến sĩ và nhân dân trên các hải đảo Việt Nam hãy mãi ghi nhớ lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1961. Thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo, nhưng đảng và chính phủ luôn luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, cố gắng và tiến bộ. Chúng ta hãy bình tĩnh, đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của đảng và chính phủ Việt Nam và sự ủng hộ của nhân dân thế giới. Nhất định chúng ta sẽ giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Sông gào thét ngăn không cho quân thù gieo khói lửa mịt mù, giờ là lúc phải đứng lên bảo vệ chủ quyền, xây đắp hòa bình thế giới. Trong tim ta bao người Việt Nam ai cũng có một Hoàng Sa Trường Sa, thì Hoàng Sa Trường Sa là xương máu Việt Nam thế tách rời. Mặt trời sáng chân lý vẫn sang biển bao đời, nghịch lỗ lại xâm phạm biển Việt Nam của nước Nam, một lời thề nguyện sống chết đồng lòng chiến đấu. Non sông oai hùng miệt mây, rằng ta có một Hoàng Sa Trường Sa, còn Hoàng Sa Trường Sa là con mãi Việt Nam muôn đời vững thêm, ngăn không cho quân thù gieo khói lửa mịt mù, giờ là lúc phải đứng lên bảo vệ chủ quyền, xây đắp hòa bình thế giới. Trong tim ta bao người Việt Nam ai cũng có một Hoàng Sa Trường Sa, thì Hoàng Sa Trường Sa là xương máu Việt Nam không thể tách. Mặt trời sáng chân lý vẫn sang biển bao đời, nghịch lỗ lại xâm phạm biển Việt Nam của nước Nam, một lời thề nguyện sống chết đồng lòng chiến đấu. Sông oai hùng miệt mây, rằng ta có một Hoàng Sa Trường Sa, còn Hoàng Sa Trường Sa là con mãi Việt Nam muôn đời vững bền. Trong tim ta bao người Việt Nam ai cũng có một Hoàng Sa Trường Sa, thì Hoàng Sa Trường Sa là xương máu Việt Nam
chia tách rời, muôn đời vững bền. Các bạn thân mến, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ thành phố Cần Thơ đã có nhiều hoạt động hướng về biển đảo quê hương, với nhiều tình cảm, niềm tin và sự động viên của các bạn trẻ đất liền dành cho chiến sĩ nơi đảo xa. Và vào ngày 19 tháng 5 vừa qua, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã tổ chức sinh hoạt chính trị về Biển Đông. Tại đây, cán bộ đoàn là bí thư, phó bí thư các quận huyện đoàn và đơn vị đoàn trực thuộc đã được đồng chí Đào Chí Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Cần Thơ cung cấp thông tin về vị trí chiến lược của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghe nói chuyện thời sự về tình hình Biển Đông và phát động đóng góp ủng hộ cảnh sát biển Việt Nam cũng như các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Ngay trong buổi vận động, các đơn vị đã đóng góp 18.850.000 đồng. Và đến khi chúng tôi thực hiện chương trình này thì các cấp bộ đoàn hội trong toàn thành phố đã đóng góp được 201.209.000 đồng. Trong đó, một số đơn vị có đóng góp cao như cán bộ công nhân viên, đoàn viên thanh niên Bệnh viện Đa khoa Trung ương thành phố Cần Thơ đóng góp 155.100.000 đồng, huyện đoàn Phong Điền 7.060.000 đồng, đoàn trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ 6.600.000 đồng, đoàn trường Đại học Y Dược Cần Thơ 5.000.000 đồng, huyện đoàn Cờ Đỏ 2.540.000 đồng, huyện đoàn Ô Môn 3.000.000 đồng và các đơn vị khác đang vận động quyên góp. Với tấm lòng hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, trong tuần tháng 5, đoàn cơ sở công ty cổ phần Dược Hậu Giang cũng đã phát động cán bộ, công nhân viên và đoàn viên quyên góp ủng hộ chương trình chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông, thu được trên 622 triệu đồng. Chị Phan Vũ Ánh Ngọc, bí thư đoàn cơ sở công ty cho biết, tuổi trẻ thường xuyên tổ chức quyên góp hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở vùng hải đảo xa xôi của Tổ quốc, như góp đá xây Trường Sa và bây giờ là quỹ chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông. Ở hai nhà máy của công ty, đoàn cơ sở còn đặt hai thùng quyên góp để cán bộ, công nhân viên, đoàn viên hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những ngày qua, có 100 phần thuốc và 4.500 hộp Bivitan Nutri, sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, đã được nhân dân công ty chuyển tặng lực lượng cảnh sát biển vùng 2 và ngư dân đang đánh bắt ở quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa với tổng giá trị 480 triệu đồng. Những phần quà ý nghĩa trên thể hiện tấm lòng của tuổi trẻ công ty, đồng thời là niềm cổ vũ, động viên lớn lao đối với cán bộ, chiến sĩ và ngư dân đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ, các đơn vị đoàn trực thuộc tổ chức sinh hoạt thời sự về tình hình Biển Đông. Tại đây, các đại biểu đã tìm hiểu những cơ sở xác lập chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Âm mưu, thủ đoạn của Trung Quốc trong việc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Quá trình đấu tranh của các lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển của Việt Nam với các tàu Trung Quốc đang bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 hiện nay. Những đơn vị đã tổ chức triển khai hiệu quả như Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật, Đoàn trường Đại học Cần Thơ, Đoàn trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, Đoàn trường Cao đẳng Y tế, Đoàn trường Cao đẳng Cần Thơ, huyện đoàn Phong Điền, huyện đoàn Cờ Đỏ, quận đoàn Cái Răng. Đoàn trường Cao đẳng nghề Cần Thơ cũng vừa tổ chức lễ khánh thành mô hình cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa. Đây là mô hình được Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ chọn làm điểm chỉ đạo trong các trường đại học cao đẳng trong thành phố. Bằng tình cảm và trách nhiệm của tập thể cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên nhà trường cùng hướng về Biển Đông vì sự bình yên của các vùng biển đảo. Công trình mô hình cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa đã được khánh thành và đưa vào hoạt động, không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh về vị thế quốc gia, về biển đảo của Việt Nam, mà còn tạo điều kiện thuận lợi trong học tập, nghiên cứu, phổ biến giáo dục pháp luật, tạo ý thức chung trong cộng đồng về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo. Đây là một trong 17 mô hình cột mốc chủ quyền các đảo trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, được xây dựng tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố. Qua đó nhằm tuyên truyền ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong học sinh, sinh viên và đoàn viên thanh niên. Các bạn thân mến, Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 sâu trong vùng biển của Việt Nam. Việt Nam cực lực phản đối các hành vi xâm phạm này và kiên quyết bảo vệ chủ quyền lợi ích quốc gia và lợi ích chính đáng của mình phù hợp với luật pháp quốc tế. Để định hướng cho tuổi trẻ Cần Thơ thể hiện lòng yêu nước đúng pháp luật và các hoạt động trong thời gian tới của tổ chức đoàn,
Mời các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ với anh Đào Chí Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn để chúng ta hiểu rõ hơn về nội dung này nhé. Thưa anh, thì thanh niên là một cái lực lượng trẻ đông đảo, là cánh tay đắc lực của đảng. Với cái tình hình ngoài Biển Đông hiện nay thì những cái chiến sĩ ngoài đảo xa rất cần cái sự ủng hộ, động viên. Vậy thì anh Nghĩa có thể cho biết một số cái thông tin về những cái hoạt động mà thanh niên của mình đã hướng về biển đảo như thế nào? Trong tình hình Biển Đông vừa qua thì ở góc độ vai trò là tuổi trẻ thành phố, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ cũng đã có triển khai các hoạt động rất là kịp thời để làm sao mà cái thể hiện được cái tình cảm của tuổi trẻ thành phố đối với các anh cán bộ chiến sĩ cũng như là các lực lượng đang làm nhiệm vụ ở Hoàng Sa và Trường Sa. Và hiện nay thì chúng tôi cũng đã có đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, đặc biệt là các cái hoạt động tuyên truyền trực quan để giúp cho các cái bạn đoàn viên thanh niên cũng như là các bạn sinh viên của thành phố hiểu rõ hơn về các cái vụ việc hiện nay đang diễn ra tại Biển Đông. Và hiện nay thì Ban Thường vụ của các trường cũng đã có xin ý kiến của đảng ủy để xây dựng các cái mô hình cột mốc của các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngoài ra thì Thành đoàn Cần Thơ chúng tôi cũng đã có xin ý kiến lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy cũng như là Ban Bí thư Trung ương Đoàn để phát động cái đợt vận động ủng hộ các cái chiến sĩ Trường Sa và các lực lượng đang làm nhiệm vụ ở Hoàng Sa và Trường Sa. Và ngay cái hôm phát động thì chúng tôi cũng đã vận động được gần 20 triệu đồng. Và đợt phát động này thì sẽ tổ chức hai đợt. Một đợt thì diễn ra từ đây cho đến cuối tháng 5. Và đợt thứ hai thì sẽ diễn ra từ đầu tháng 6 đến ngày 8 tháng 6. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là chúng tôi cũng sẽ góp một chút sức trẻ của thành phố Cần Thơ, sự ủng hộ đối với các đồng chí cán bộ chiến sĩ. Một hoạt động kế tiếp là chúng tôi cũng đã có tham gia cái chương trình là sinh viên với biển đảo Tổ quốc tại Phú Quốc và Thổ Chu. Và chương trình này thì cũng diễn ra trong vòng 4 ngày. Và thành phố Cần Thơ thì cũng đã có tham gia 100 lực lượng để tìm hiểu về biển đảo và cũng thể hiện tình cảm của mình đối với biển đảo Tổ quốc. Thưa anh, để định hướng cho thanh niên thể hiện cái lòng yêu nước đúng pháp luật thì thành đoàn đã có những cái kế hoạch tuyên truyền như thế nào? Hiện nay thì tôi cũng thấy rằng là các bạn thanh niên của thành phố Cần Thơ thì cũng đang thể hiện cái lòng yêu nước của mình rất là sôi nổi. Và ở góc độ của đoàn thì chúng tôi cũng rất trân trọng những cái tình cảm của các bạn. Tuy nhiên mong muốn hiện nay của chúng ta đó là cái sự thể hiện của các bạn thì phải thể hiện cái tình yêu nước phải đúng cách và phải đúng pháp luật. Và hiện nay thì qua các cái kênh trên mạng xã hội cũng như là cái tờ tin tuổi trẻ thanh niên của thành phố hoặc là cái kênh phát thanh thanh niên ở trên website của thành phố thì chúng tôi cũng đã có những cái định hướng và có những thông tin cụ thể để giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về cái tình hình Biển Đông trong giai đoạn hiện nay. Và các bạn đoàn viên thanh niên của thành phố phải là một cái nhân tố tích cực và là hậu phương vững chắc để làm sao cái trong cái quá trình thể hiện cái tình yêu nước của mình thì nó thể hiện được cái truyền thống của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Đó là một cái dân tộc rất là hòa hiếu, hòa bình. Tuy nhiên, nếu như mà có một cái thế lực nào đó vi phạm chủ quyền của chúng ta thì chúng ta sẵn sàng đáp ứng cái lời kêu gọi của đảng, của nhà nước cũng như là của nhân dân. Vậy anh có thể cho biết là đoàn viên thanh niên thành phố Cần Thơ sẽ làm gì trong cái giai đoạn hiện nay để thể hiện cái lòng yêu nước hướng về biển đảo quê hương ạ? Đối với tình hình Biển Đông hiện nay thì tôi nghĩ rằng là các bạn đoàn viên thanh niên của thành phố cần phải là một cái tuyên truyền viên tích cực và phải hiểu rõ các cái vấn đề mà hiện nay Biển Đông đang diễn ra. Và qua đó thì các bạn tuyên truyền cho bạn bè, cho người thân và đặc biệt là bạn bè thế giới để hiểu được cái truyền thống của Việt Nam của chúng ta và phản đối kịch liệt trong cái việc mà Trung Quốc đang vi phạm chủ quyền biển đảo của chúng ta. Cái thứ hai là các bạn đoàn viên phải thật sự đoàn kết, bình tĩnh và sáng suốt, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng để thể hiện rõ cái tình yêu nước chính đáng của các bạn. Và cái thứ ba nữa là các bạn sẽ cùng tham gia cái chương trình mà do Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ phát động, đó là ủng hộ các cái chiến sĩ cũng như là các lực lượng đang làm nhiệm vụ ở Hoàng Sa và Trường Sa để làm sao cái tình hình Biển Đông của chúng ta nó trở lại cái hiện trạng bình thường. Xin cảm ơn anh Nghĩa đã có cái cuộc trao đổi này. Chuyên mục Định hướng sinh hoạt chi đoàn
chuyên mục định hướng sinh hoạt chi đoàn. Các bạn thân mến, trong chuyên mục sinh hoạt chi đoàn kỳ này, ban biên tập giới thiệu với các bạn nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 6. Mời các bạn cùng theo dõi. Tổ chức hoạt động nhân các ngày lễ trong tháng như kỷ niệm 103 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5 tháng 6 năm 1911, 5 tháng 6 năm 2014. Kỷ niệm 66 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2014. Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Tổ chức sinh hoạt thời sự về tình hình Biển Đông và tuyên truyền nâng cao nhận thức trong đoàn viên thanh niên về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc nhân tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2014. Các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, tăng cường các hoạt động tuyên truyền luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, luật hôn nhân và gia đình nhân ngày gia đình 28 tháng 6. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí. Hướng dẫn sinh hoạt, ôn tập hè cho các em học sinh, thành lập các đội phụ trách tình nguyện để tổ chức sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi, học sinh. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chiến dịch hè tình nguyện tại địa phương đơn vị qua các hoạt động thiết thực như tổ chức thực hiện các hoạt động công tác xã hội đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng chống ma túy nhân ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6. Tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, các buổi thảo luận về tác hại của ma túy trong đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên. Đồng thời, tổ chức ký cam kết chi đoàn, chi hội không có ma túy, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên không tàng trữ, không thử, không sử dụng và mua bán chất ma túy. Kiểm tra việc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, xếp phân loại đoàn viên 6 tháng đầu năm, gắn với việc giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho đảng xem xét, kết nạp. Tổ chức sơ kết công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm để rút kinh nghiệm triển khai công tác 6 tháng cuối năm đạt hiệu quả. Nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng trong đoàn viên thanh niên và dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên, tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp với đoàn thể địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố. Định hướng dư luận xã hội, xử lý các vấn đề bức xúc trong đoàn viên thanh niên, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục phát động sâu rộng trong đoàn viên, hội viên thanh niên, tích cực tham gia các cuộc thi, hội thi như cuộc thi viết về các giải pháp sáng tạo của đoàn trong xây dựng nông thôn mới, giải thưởng báo chí về đề tài thanh thiếu niên do Trung ương đoàn phát động. Chuyên mục học tập nghị quyết đại hội đoàn. Chuyên mục học tập nghị quyết đại hội đoàn. Các bạn thân mến, trong chương trình kỳ này, ban biên tập tiếp tục giới thiệu những nội dung của tài liệu hỏi đáp nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 10. Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Hỏi: Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 10 xác định mục tiêu phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017 như thế nào? Đáp: Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 10 đã xác định mục tiêu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017 là góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, phát huy vai trò xung kích, cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu đó, Đại hội đã chỉ ra phương hướng thực hiện như sau. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, truyền thống, lịch sử dân tộc, văn hóa, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu nhi. Xác định nội dung xuyên suốt trong công tác giáo dục của đoàn là bồi đắp lý tưởng, ước mơ, hoài bão, niềm tin, khát vọng cao đẹp của thanh niên, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Góp phần hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế thừa trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc, vừa hồng vừa chuyên theo tư tưởng của Bác Hồ. Chú trọng giáo dục thanh thiếu nhi thông qua điển hình tiên tiến, thực tiễn phong trào hành động cách mạng, tăng cường đối thoại giữa cán bộ đoàn với đoàn viên thanh niên qua các diễn đàn tuổi trẻ. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong thanh thiếu nhi, phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức lực, tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
chăm lo tốt hơn nhu cầu nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ, lựa chọn nội dung, phương thức phù hợp và chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm để các phong trào thi đua trong thanh thiếu nhi được triển khai đúng định hướng, sâu rộng, thiết thực và hiệu quả, thực sự là môi trường giáo dục rèn luyện của thanh niên. Tập trung củng cố xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh, trọng tâm là chất lượng cơ sở, chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Phát huy vai trò đội dự bị tinh cậy của Đảng là lực lượng trung kiên, gần Đảng nhất, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, mở rộng, nâng cao hiệu quả công tác quốc tế thanh niên. Hỏi: những chỉ tiêu cơ bản đã được Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 10 thông qua? Đáp: Đại hội xác định trong nhiệm kỳ 2012-2017 trên các mặt công tác đoàn phấn đấu đạt được 9 chỉ tiêu cơ bản sau đây. 100% cán bộ đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của đoàn. 100% đoàn cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị. 100% tổ chức đoàn các cấp có công trình phần việc thanh niên. 100% đoàn các xã thành lập được ít nhất một câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế. Tư vấn hướng nghiệp cho 8 triệu thanh niên học sinh tham gia dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 1 triệu 200.000 thanh niên. Tham gia xây dựng mới hoặc nâng cấp 2.000 điểm tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và truy cập Internet đạt chuẩn cho thanh niên nông thôn. 100% tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai được các mô hình trang bị kỹ năng xã hội cho thanh thiếu niên. 100% tổ chức đoàn xã, phường, thị trấn có mô hình giáo dục cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến. Kết nạp mới 5 triệu đoàn viên, giới thiệu 1,5 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó ít nhất 650.000 đảng viên trẻ được kết nạp từ đoàn viên thanh niên. Mời các bạn sẽ cùng theo dõi tiếp nội dung của tài liệu này trong số phát thanh kỳ tới.
miền ơi ta yêu thiết tha tiếng sóng vô bờ, chờ dân con tim ngất ngây trước biển dạng người, được về với biển yêu thương thỏa đi những ngày trông mong, ta thấy dâng chào sức sống. Biển có những ngày bình yên, xin nhớ về những hy sinh lớn lao của người quân nhân, thầm dư non sông gấm vóc xa nơi biển thủy đang sống trên đôi tay luôn luôn sẵn sàng. Bình yên non sông lớn hơn nỗi nhớ quê nhà, bỏ bao sinh tư sống cho hạnh phúc mọi người, tình yêu nước nhà thấm thiết, niềm tin vững vàng cháy sáng sáng soi thủy chung một đời. Tự hào Việt Nam quê hương đất nước tiên dòng, tự hào Việt Nam quê hương mãi luôn sáng ngời, đẹp chung núi sông biên trời tự do hạnh phúc, muôn đời ghi nhớ nơi đây. Chủ quyền Việt Nam non sông mãi mãi vững bền, biển đảo Việt Nam xinh tươi sẽ không đổi dài, từng dòng sữa xanh muôn đời truyền lưu cho các thế hệ con cháu giữ gìn và dựng xây. Chủ quyền Việt Nam non sông mãi mãi vững bền, biển đảo Việt Nam xinh tươi sẽ không đổi dài, từng dòng sữa xanh muôn đời truyền lưu cho các thế hệ con cháu giữ gìn và dựng xây. Các bạn thân mến, đến đây chương trình phát thanh Sức Trẻ Cần Thơ số 18 xin được khép lại. 30 tập trước mong nhận được ý kiến đóng góp, xây dựng và tham gia bài viết của các bạn để chương trình ngày càng phong phú, bổ ích và đáp ứng được nhu cầu của các bạn nghe chương trình và cả đoàn viên thanh niên. Mọi thông tin liên lạc đóng góp ý kiến các bạn vui lòng gửi về 30 tập chương trình phát thanh Sức Trẻ Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Thành đoàn Cần Thơ, số 98 Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, hoặc qua địa chỉ email suctrecantho@yahoo.com hoặc tuyenggiaotdct@gmail.com. Các bạn cũng có thể truy cập vào website của Thành đoàn Cần Thơ tại địa chỉ www.thanhdoan.canthoan.gov.vn để nghe hoặc tải chương trình. Xin được cảm ơn Công ty Cổ phần Truyền thông Tâm Điểm đã đồng hành cùng chương trình. Chỉ đạo thực hiện Tấn Dĩnh. Biên tập chương trình Ban Tuyên giáo Thành đoàn Cần Thơ. Kịch bản và kỹ thuật âm thanh Thanh Tùng. Tổng hợp bài viết Nguyễn Như, Thanh Tùng. Dẫn chương trình Nguyễn Tùng, Thảo Quỳnh. Còn bây giờ Nguyễn Tùng và Thảo Quỳnh cùng nhấn thực hiện chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.